update. Thì như các bạn nhìn thấy trên đây thì trong video ngày hôm nay là có một mini haul nho nhỏ chia sẻ với các bạn. Thì đây là một cái haul cũng bé bé nhỏ nhỏ thôi, đây là haul quần áo và toàn bộ những món đồ mà gà cho các bạn xem trong video ngày hôm nay thì gà đều mua ở trên Lazada. Thì nghe nó cũng hơi lạ đúng không? Bình thường là mình mua quần áo thì mình hay lên Facebook nè, mình hay lên Instagram, mình hay lên Shopee đó để mình mua quần áo, nhưng mà ít khi mà gà lên Lazada để mua quần áo luôn. Và đây là lần đầu tiên mà gà thử shopping quần áo ở trên Lazada nên gà đang kỳ excited, không biết là những món đồ mình mua sẽ như thế nào. Ok, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay luôn nha. À, quên nói, tất cả các món đồ mà gà mua trong video ngày hôm nay đều đến từ một shop tên là Maybe ở trên Lazada. Sau khi mà lướt qua cái shop Maybe này á thì gà cảm thấy phong cách chủ đạo của shop Maybe này là đồ hơi kiểu vintage, hơi bánh bèo, rất là thích hợp với những người mà vừa bánh bèo vừa nhí nhốn mà lại muốn thể hiện mình là một con người trang nhã tà tà như vậy. Nên gà đã pick ra được một vài item mà gà cảm thấy là sẽ rất là hợp với gà trong video ngày hôm nay. Item đầu tiên mà gà pick ở trên cái shop Maybe này nè, đây là một chiếc áo. Như các bạn có thể thấy là một chiếc áo màu sắc rất là basic đúng không? Thì nói chung là nếu mà nhìn qua thì đây là một chiếc áo cũng không có gì đặc biệt cả. Nó chỉ đơn giản là một chiếc áo. Thì về màu sắc thì đây là một chiếc áo màu be, nhìn nó rất là trung tính. Khi mà gà mua cái áo này thì gà có ý định là sẽ kết hợp nó chung với lại là áo blazer hoặc là cardigan ở ngoài á. Bởi vì nếu mà ở Đà Lạt mà mặc không chiếc áo này thì sẽ rất là lạnh. Tuy nhiên là ở thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn hoàn toàn có thể mặc chiếc áo này không, mình nó cũng được. Và gà đặc biệt chọn cái màu be này tại vì màu be là một cái màu mà rất là dễ kết hợp với nhiều màu sắc khác nhau. Mình có thể kết hợp với lại là cardigan màu đen, màu trắng, màu kem, màu đỏ, nói chung là màu gì cũng được hết. Và về chất liệu thì gà cảm thấy đây là một chất liệu khá là mềm và mát á, có nghĩa là lúc mặc lên thì cảm giác của nó sẽ cực kỳ là dễ chịu luôn. Và bây giờ gà sẽ thử cái áo này lên cho các bạn xem nha. Thì như các bạn có thể thấy là hiện tại thì gà đang kết hợp chiếc áo với một cái chân váy nhìn khá là màu mè họa tiết đúng không? Nhưng mà vui quá khi mà mix hai cái thứ này với nhau thì nó kiểu là perfect match luôn á. Tại vì như gà đã nói thì đây là một chiếc áo rất là basic, rất là dễ kết hợp. Lúc mặc lên thì gà cảm thấy thật sự mát mẻ, dễ chịu. Nhìn basic đó, nói chung là không có một vấn đề gì hết. Phần cổ tròn như thế này thì tạo cảm giác rất là thanh lịch. Nói chung là gà cảm thấy là mặc bộ đồ này lên thì có thể là mọi người sẽ càng nhìn gà với ánh mắt càng chững chạc hơn nữa. Rồi cái item thứ hai á mà gà mua được thì các bạn có thể thấy đây là một chiếc váy nhìn rất là sặc sỡ đúng không? Đây là một chiếc váy floral màu đỏ. Và ở trên thì như các bạn có thể thấy thì nó có rất là nhiều họa tiết cũng hoa hoa vân vân vậy luôn. Cái kiểu váy này nè thì ở đằng trước các bạn có thể thấy là nó hơi nhúng nhúng bèo một chút xíu á. Thì những cái kiểu áo mà nó nhúng bèo như vậy thì những cái bạn mà lép lép như mình á, mặc lên thì không có cảm giác là nó lép quá, các bạn hiểu không? Và ngoài ra thì phần cổ của nó cũng rất là hay. Chúng ta có thể mặc theo kiểu cổ buông khi mà mình kéo hai cái tay lên. Còn khi mà mình muốn mặc theo kiểu hở vai thì mình cũng có thể kéo hết hai cái tay xuống để nhìn nó hở vai như vậy nè. Thì màu đỏ là một cái màu mà trước giờ cũng khá là ít mua. Tại vì không biết nữa, mặc dù gà nghĩ là nó có sáng da, tuy nhiên là sao mà lại ít mua đồ đỏ ta? Nhưng mà gà lại có cảm giác là gà mặc màu đỏ sẽ không đẹp á, nên gà cũng khá là ít mua màu đỏ. Thôi bây giờ thì mình cứ thử cái váy này lên để xem nữa như thế nào không. Thì đây, sau khi mà thử cái váy này lên thì gà cảm thấy cực kỳ là hài lòng luôn. Cái hơi hướng mà nó mang lại cho mình rất là kiểu vintage. Kiểu dáng của nó cũng xinh nữa. Lúc mà gà mặc lên đó thì cái phần tay phồng ra khiến cho gà cảm thấy là cái phần vai và phần trên của em nó to hơn rất là nhiều. Nhìn gà không còn gầy cuồng cuồng nữa. Và cái màu đỏ này khi gà mặc lên thì gà cảm thấy cực kỳ là sáng da luôn. Và gà cảm thấy là sau khi mà thử cái váy này lên thì sau này gà sẽ mua thêm nhiều đồ màu đỏ nữa. Tại cũng sắp tới Tết rồi mà đúng không? Sắp tới Christmas, sắp tới Tết, sắp tới mùa lễ hội rồi. Về chất vải thì gà cảm thấy cũng rất là dễ chịu, rất là mát và không hề có cảm giác bị nhăn nhúm lại á. Nói chung là những cái item trong video ngày hôm nay mà gà mua thì gà cảm thấy là giá đều rất là rẻ. Tuy nhiên là chất lượng thì cực kỳ là ok. Ok, đó cái item thứ ba trong video ngày hôm nay. Tại vì đã có váy màu đỏ thì bây giờ đã phải mua cả váy màu xanh nữa chứ đúng không? Thì đây là một cái váy, như các bạn có thể thấy là họa tiết của nó kiểu chấm bi á, trên một cái nền màu xanh. Nên khi mà mặc lên thì gà nghĩ là nhìn gà sẽ rất là ngoan hiền, tiểu thư trong sáng thiên thanh bla 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 bla. Cái váy này thì có rất là nhiều họa tiết để gà thích á. Đầu tiên là nó sẽ có cái phần bèo ở bên tay này nè. Thì gà biết là bình thường á, những cái bạn mà gầy như gà á khi mà mặc lên thì thường nếu mà không có cái phần bèo này thì nhìn cái tay của mình sẽ rất là xuống xuống và nhìn sẽ rất là gầy.
nên gà cảm thấy là có cái phần bèo xung quanh tay này thì nó sẽ hạn chế được cái phần gầy cho gà. Và ngoài ra thì cái phần cổ như các bạn có thể thấy là nó được cắt điểm theo cái kiểu Hanbok á, thì khi mà thì lúc mà gà mặc lên á thì gà cảm thấy là nhìn gà rất là Hàn Quốc luôn, hoặc là xu hướng của nó sẽ là hơi kiểu nhập chút xíu, nói chung là nó sẽ đâu đó ở giữa phong cách hơi nhập và hơi Hàn á. Và ngoài ra thì ở đằng sau nha, các bạn có thể thấy thì nó sẽ có một cái dây để mình có thể buộc lại, thì khi mà mình buộc cái dây này thì nó vừa thêm chi tiết cho váy mà vừa khiến cho cảm giác nó lại điệu điệu hơn một chút xíu nữa. Ok, thì cái váy màu xanh này sau khi mà thử lên đó thì gà cảm thấy là có vẻ là gà sẽ phải đổ ở phần ngực một chút xíu, để phần ngực của gà nó hơi flat đúng không, nó hơi phẳng đúng không. Tuy nhiên là cảm giác của cái váy màu xanh này khi mà mặc lên đó thì nhìn gà không có bị đen như gà tưởng, tại thường thường cái màu xanh ngọc này á thì thường thường nó sẽ có xu hướng là tối da, tuy nhiên là với cái váy này thì gà lại cảm thấy là nhìn gà trong sáng nó được thêm một chút xíu. Ngoài ra thì về chất liệu thì cũng như là cái áo và là cái váy lúc nãy, chất liệu và cảm thấy rất là mát mẻ. Có vẻ là nếu ở Đà Lạt thì gà sẽ phải phối thêm một chiếc cardigan hay là một chiếc áo trench coat ở ngoài. Tuy nhiên là cái váy này gà nghĩ là nếu mà dành để đi biển hay là đi cà phê hẹn hò những vùng nóng mà chỉ mặc không đó thôi thì nhìn cũng rất là đẹp. Và như các bạn có thể thấy thì gà đã cột cái phần nơ ra làm trước á, tại vì gà cảm thấy là cột phần nơ làm trước thì trông nó lại biểu hơn một chút xíu nữa và nhìn nó lại extra hơn một chút xíu nữa, đúng tính chất mà gà thích. Và tên tên đây là item cuối cùng trong video ngày hôm nay. Như các bạn có thể thấy thì đây là một chiếc váy kiểu maxi nhìn rất là dài đúng không? Thì khi mà gà thấy cái váy này ở trên Maybe á thì gà đã phải mua ngay lập tức, tại vì gà cực kỳ thích những chiếc váy mà dạng nó kiểu slip dress như vậy luôn. Có nghĩa là những chiếc váy mà nhìn nó cũng hơi hướng là hơi váy ngủ một chút xíu, tuy nhiên lại hoàn toàn có thể mặc đi chơi rồi này nọ đó. Đầu tiên là về chất liệu của chiếc váy này, thì lúc mà gà cầm lên nó gà cực kỳ ấn tượng luôn, tại vì đây là một chất liệu nó rất là mềm, nhìn nó rất là kiểu nhiều tiền á, chứ nhìn nó không có bị giống như là đồ mua trên shop bình thường á. Gà cảm thấy là cái chất này thì mát mềm, kiểu cảm giác giống như là váy thiết kế rất là thấp. Và đặc biệt là khi mua những chiếc slip dress như vậy này thì gà hay chọn những cái màu sắc be này hơn, tại vì các bạn có biết không, khi mà mình mặc những chiếc váy slip dress mà mình mặc màu be như vậy á thì nhìn cái phần vai của mình nó sẽ không có bị nhỏ quá như khi mà mình mặc màu đen á. Tại vì bình thường khi mà gà mua slip dress, mà gà mua slip dress màu đen á là gà mặc lên là nhìn gà kiểu siêu cấp gầy, siêu cấp thanh mảnh luôn, thì gà cũng không muốn điều đó lắm, nên gà thích mặc những cái màu be này hơn, tại vì nhìn gà sẽ kiểu mọc ra được một chút xíu á. Ok, thì bây giờ gà sẽ thử cái váy này lên cho các bạn xem luôn nha. Thì như các bạn có thể thấy là sau khi mà gà thử lên đó thì các bạn có cảm thấy là chiếc váy này nó thật sự rất là hợp với gà không? Tại vì đầu tiên là về chất liệu thì nó không có bị mỏng quá, nên hoàn toàn khi gà mặc vào thì nó không lộ cái gì hết. Và điều mà gà làm là vui nhất là đúng như gà dự đoán, thì khi mà gà mặc cái màu này lên á thì nhìn gà không hề bị gầy một chút nào. Và gà cảm thấy là những chiếc váy slip dress như thế này thì mặc vừa sexy, mặc nhìn vừa có thể khỏe khoắn. Mình chỉ cần khoác thêm một, nếu mà mình muốn ấm áp hơn thì mình chỉ cần khoác thêm, như gà đã nói, một cái trench coat, một cái cardigan, và sau đó thì mình có thể đeo thêm một chiếc belt, phối thêm một đôi boots nữa là hoàn toàn có thể đi chơi ban đêm hẹn hò luôn, nhìn rất là đẹp. Và khi mà gà mặc cái váy này lên thì gà cảm thấy cực kỳ thoải mái luôn á, gà nghĩ là gà có thể mặc nó đi ngủ luôn á. Ok, vậy là đã xong cả 4 item trong video ngày hôm nay rồi. Thì đây là một video haul mà gà cảm thấy là khá là thành công. Đây là lần đầu tiên mình gà thử mua quần áo ở trên Lazada và wow, đó là thật sự là wow lắm luôn á. Gà không nghĩ là chất lượng sẽ tốt như thế này. Chất từ chất liệu tới design tới màu sắc, mọi thứ đều giống như là kiểu mình đến shop thiết kế đồ designer để mình mua vậy đó. Thì nói chung là thumbs up gà sẽ cho hơn ngày hôm nay 9.5/10. Link của Maybe Shop thì gà sẽ để dưới description box nha. Và đặc biệt thì trong ngày 11 tháng 11, ngày lễ độc thân sắp tới, thì Lazada sẽ có những chương trình sale rất là mạnh. Có nghĩa là những chiếc váy này theo gà nhớ là gà đã mua với giá rất là rẻ rồi, và trong dịp 11 tháng 11 này thì có thể nó lại còn rẻ hơn nữa. Và ngoài những sản phẩm quần áo váy này ra thì Lazada cũng có rất là nhiều chương trình khuyến mãi sale dành cho những sản phẩm khác nữa, nên các bạn nhớ check it out nha. Gà sẽ để link ở dưới description box. Hãy lưu ý giùm gà là flash sale vào ngày 11 tháng 11 của Lazada sẽ bắt đầu từ 0 đến 2 giờ sáng nha. Giờ đó deal hot và voucher hot rất là nhiều.